Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một món chè hạt sen với lại nhãn nhé. Mùa này nhãn đang rất là rẻ đây các bạn ơi. Nhãn này nhà mình là nhãn lồng này này các bạn này. Đấy. Đây, nguyên liệu rất là đơn giản nhé. Mùa này sen thì các bạn đi ra chợ mua cực kỳ dễ này. Chỉ có sen này, nhãn, đường, có lại thì là nếp này, cho nó thơm. Thì mình có chuẩn bị nước xô nước và mình sẽ cho cái hạt sen và một chút muối hạt vào để mình luộc nhá. Mình luộc khoảng 15 phút cho nó nhừ này. Đấy, trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ đi lột nhãn nhá. Các bạn để ý mình này, mình sẽ lấy một cái con dao nhỏ và nó nhọn đầu nhá. Mình sẽ lột xung quanh, sau đó thì sẽ tách cái hạt ở giữa ra. Đấy, mình vẫn cứ để vỡ một nửa phía dưới nhá, để đến lúc mà mình lấy cái hạt ra nó sẽ không bị vỡ ấy các bạn. Mình để nguyên như vậy đến lúc mình luộc hạt sen nó chín mà nó mềm ra ấy, thì là mình sẽ cho vào giữa nhãn nhá. Như vậy thì nhìn ăn rất là ngon, thơm. Đấy, cách nấu cùng với lại hạt sen và nhãn đấy. Đấy, các bạn khéo léo một chút này thì có món rất là ngon là bổ dưỡng cho cả gia đình mình nhá. Món này làm rất là dễ và đơn giản đấy. Đấy, mình lồng như vậy vào thì nhìn rất là bắt mắt và cuốn. Nếu như mà các bạn mà tách không được ấy, hoặc là tách cái hạt, lấy cái hạt ra mà nó tách lét ấy, thì mình vẫn cứ nấu theo cách của mình nhá. Mỗi tội là mình sẽ không lồng được vào thì nhìn nó không được đẹp mắt thôi. Nhưng mà đảm bảo là khi ăn nó rất là thơm và ngon nhá. Trẻ con và người già rất là thích, các bé nhà mình thích lắm luôn đấy các bạn ơi. Ăn nước nó thơm, nó thanh mát đấy. Giải nhiệt ngày hè. Món này thì chúng ta cũng có thể là nấu để cúng rằm cũng được này các bạn. Rằm mồng 1 đấy. Nó giống như là một món chay luôn đấy. Đây, mình linh nó nhừ rồi này. Nó là hạt sen tươi nên chỉ cần đun 10-15 phút là nó bở tung ra này các bạn ơi. Đó. Ăn rất là bùi nhá. Đây, mình lấy thêm hạt nữa cho bạn xem nhé. Mình luộc như này thì là mình đổ cái nước này đi, mình tráng qua nước nguội ấy nha các bạn. Thì là ăn nó sẽ không bị chát nhá. Mình mua cái sen này, mình mua 2 lạng ấy, chỗ đấy 200g 30.000. Nhãn mình cũng lột xong rồi đấy các bạn ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ cái hạt sen ra này. Mình dội dưới vòi nước lạnh này. Rồi các bạn xem mình cách nấu nhá. Các bạn yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Hoặc có ý kiến đóng góp gì làm cho món ăn của mình ngon và hấp dẫn hơn thì các bạn cũng cho mình xin nút bình luận nhé. Đấy, nhãn của mình, nhãn rời chỗ này khoảng 500g. Khi mà mình lột ra thì được còn khoảng độ 200g ấy các bạn ạ. Và chỗ đường kia của mình thì cũng khoảng 200g nhé. Các bạn thích ăn ngọt nhiều thì các bạn có thể tăng tỷ lệ đường lên nhé. Cái này thì đường chúng ta có thể nấu bằng đường phèn hoặc là đường vàng cũng đều ok. Đấy, tại vì nhãn nó cũng ngọt rồi ấy, nên là chúng ta giảm cái tỷ lệ đường đi giúp mình cũng được. Đây, mình lồng hạt sen vào trong rất là dễ thôi. Lúc ăn nhãn với nệ sen ấy, nó bùi bùi béo béo, sau nệ ngọt ngọt, rất là cuốn. Ăn rất là hợp vị luôn các bạn ạ. Đấy, mình lồng rất là nhanh. Cái hôm nay mình cho sen hơi nhiều ấy. Mình cho sen nhiều đến lúc mình ăn nó bùi rất là ngon nhá. Và chúng ta cho ít nhãn. Đấy, mình cho tỷ lệ nhãn và sen bằng nhau. Nhưng mà số lượng của sen nó sẽ nhiều hơn. Đấy, các bạn thích ăn nhãn nhiều thì các bạn cho nhiều vào. Bây giờ thì mình sẽ cho hạt sen vào này, cho đường vào. Đấy, mình sẽ đảo để cho nó thấm nhá. Cho đường nó tan hết ra nó thấm. Mình sẽ cho cái hạt sen mà lồng với nhãn vào sau cùng nhá các bạn. Bởi vì nếu mà chúng ta đảo cùng ấy thì nó sẽ bị tách rời ra nhá. Thì nó sẽ rất là xấu. Với lại cái đấy thì là nhãn nó đã lồng cùng với lại sen rồi, thì không, sen nó đã thấm có một lớp ngọt rồi và thơm rồi, nên không cần phải chúng ta không cần phải xào qua đường giống như cái hạt sen mà chúng ta chưa lồng nhá. Đấy, đây cũng là một cách để chúng ta nấu món ăn cho nó được đẹp mắt này.
Đó, đây. Cái đường nó đã tan chảy hết ra rồi các bạn này. Như này thì nó mình xào qua như này thì đến lúc mình ăn nó mới được đậm vị và mới ngon nha các bạn. Rồi chúng ta mà không xào đến lúc chúng ta ăn thì nó sẽ nhạt nhá, ăn nó không đậm vị đâu. Đó. Nhớ là chỉ nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Rồi, mình đã chuẩn bị sẵn một ấm nước sôi để mình cho vào mình đun đấy. Thì các bạn cũng đun ở cho lửa vừa, lửa trung bình thôi nhá. Chúng ta mà cho lửa to thì là nó sẽ phun trào hết ra này. Và nó cũng sẽ bị tách cái phần hạt sen với lại nhãn ấy. Đấy, chúng ta kiểu phải nhẹ nhàng nhá. Rồi, sau đó thì mình cứ đun lên để cho nó sủi lại và hớt hết những cái bọt ra là được. Nấu món này cũng rất là dễ và đơn giản, các bạn cứ làm theo ý như của mình đó là được thành công nhá. Mình có lá nếp mình cho vào để cho nó thơm lên này các bạn ơi. Nếu các bạn mà không có lá nếp ấy thì chúng ta cũng có thể mua cái vani nhá. Cái vani ở tiệm tạp hóa hay ở siêu thị người ta bán rất là nhiều để cho nó có vị thơm ấy. Đấy, còn lá nếp này nhà mình trồng nó lên nhiều lắm, rất là sẵn luôn, chỉ cần lên vườn một lá là có ngay một nắm. Rồi đó. Đây mình hớt hết những cái bọt ra này. Ăn rất là thanh mát dễ ăn. Bùi béo. Rất là đơn giản đúng không ạ? Hôm trước mình cũng có hướng dẫn có video nấu hạt sen với lại cốm ấy, còn hôm nay mình thêm món này nữa tại vì nhãn đang mùa này rất là rẻ luôn. Bình thường nhãn bình thường người ta chỉ bán 10 15 10.000 hoặc 15.000 một cân thôi. Nếu mà nhãn ngon như thế này thì đắt nhất là 20.000 là cùng rồi các bạn ơi. Đó. Rất là ngon. Thơm lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ múc ra các cốc đều nha các bạn. Mình sẽ múc lượng vừa phải thôi để đến lúc mà mình ăn ấy thì mình sẽ cho đá vào sau nhé. Đấy, bạn nào mà không thích ăn đá thì cứ thế ăn luôn cũng được. Thanh mát. Chè này chúng ta ăn thanh mát nên là mình sẽ không cho bột bắp vào để nó sánh sánh như các loại chè khác nha các bạn. Nước thì tùy theo các bạn, nếu mà thích ăn ngọt nhiều thì chúng ta cho vừa nước thôi. Như chỗ này nước của mình thì là mình cho khoảng 1 lít nước nha các bạn. Nung nấu ấy, 1 lít nước, 200 ruột này, 200 gram hạt sen, nửa ký nhãn, 1 lít nước lọc. Đó. Và thêm một nắm lá nếp vào để cho nó thơm. Như vậy là xong rồi đây. Được 6 cốc. Rất là dễ không ạ? Đấy, mình sẽ bày thêm mỗi cốc một cái lá nếp vào nhìn cho nó đẹp mắt nhá. Và lúc ta vừa ăn vừa hửi nữa. Nó rất là thơm luôn. Cái lá nếp này mình cứ để không nó cũng thơm. Nhưng mà mình nấu được thì nó sẽ thơm hơn, nó phai ra màu ấy. Rồi, mình múc lên các bạn xem nè. Đó, mình mời các bạn ăn chung nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.